Xin chào các bạn, tiếp theo đây là phần 2 của cái series lắp ráp một cái động cơ EA888 của Audi hay Volkswagen, động cơ 4 máy thẳng hàng dung tích 2.0. Thì lần này mình sẽ tiếp tục là lắp ráp cái piston vào trong lốc máy nha các bạn. Bước đầu tiên thì đương nhiên mình phải bôi mỡ bò, gọi là mỡ bò thì cũng không phải lắm, nó nhớt thôi, nhớt hơi đặc một tí thôi. Dùng cho công tác ráp máy, nó sẽ bôi trơn động cơ. Khi mà nhớt chưa có bơm lên được, có nghĩa là nổ máy lần đầu, 1-2 giây đầu tiên của động cơ mà nổ máy lần đầu nhớt chưa có bơm lên được thì cái nhớt này nó kẹo, nó mang tính chất là để bôi trơn động cơ trong lúc đó. Thì anh kỹ thuật viên đang tiến hành bôi đầy đủ hết tất cả những vị trí để chuẩn bị mình vào piston. Đây là cái hệ piston. Ở tập trước thì mình đã show các bạn là canh khe hở bạc như thế nào rồi, thì bây giờ mình vô piston thôi. Thì vô piston cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt đâu các bạn, có bốn cái động cơ, bốn xi lanh thôi, thì có bốn trái vô trong vòng 5 phút là xong. Cái cần phải chú ý ở đây chính là cái quá trình siết lực, cái lực nắp, cái nắp của cái tay biên các bạn có hai con bù lông, bốn tay biên là 8 con bù lông tất cả, thì mình phải siết lực đúng cái tiêu chuẩn của hãng sản xuất, chính là hãng Audi á. Mỗi cái động cơ nó sẽ có một cuốn sách để hướng dẫn tất cả những cái lực này siết như thế nào, thứ tự ra sao, nó cách rõ ràng. Trong trường hợp này á, là mình siết tới hai bước lần các bạn. Bước đầu tiên là siết một cái lực, mình không nhớ lực bao nhiêu nữa, nhưng mà siết lực xong rồi mình phải siết gốc nữa nha, chứ không phải là siết lực không đâu. Lực là thí dụ 25 Nm đi, sau đó mình siết gốc là 90 độ, ví dụ là như vậy. Sau khi siết thì mình đánh dấu một cách rõ ràng hết, rồi tiến hành quay máy, quay cỡ 2-3 vòng xem nó có dấu hiệu gì lạ hay không. Thì không có dấu hiệu gì lạ thì mình tiến hành để làm bước kế tiếp. Các bạn tiếp tục theo dõi cái series này nha các bạn, nó cũng dài tập á, 6-7 tập gì đó.